vững cốt phình da, bổ sung và vận chuyển canxi vào tận xương với bộ ba canxi nano, vitamin D3 và MK7. Và bây giờ chúng tôi đến với câu hỏi của khán giả tiếp theo. Chào bác sĩ, bố mẹ tôi năm nay đã ngoài 60 và các cụ đều bị tiền loãng xương và loãng xương. Vợ chồng tôi cũng rất là lo lắng về việc sau này cũng sẽ bị loãng xương như các cụ. Vì thế tôi cũng đã tìm cách bổ sung các khoáng chất tốt cho xương, đặc biệt là canxi. Nhưng mà gần đây tôi có nghe nói là nếu chỉ bổ sung canxi mà không bổ sung các vitamin như là D3 hoặc là MK7 thì sẽ không có tác dụng. Xin hỏi như vậy thì có đúng không? Tôi nên phối hợp bổ sung cả ba dưỡng chất này như thế nào? Có ở đâu để khắc phục tình trạng loãng xương cho bố mẹ và phòng ngừa loãng xương cho chính bản thân mình? Cảm ơn bác sĩ. Nói chung ở cái tuổi 60 của các cụ thì đương nhiên là cái loãng xương chúng ta biết rồi. Nếu chúng ta có điều kiện thì nên uống dự phòng loãng xương là rất cần thiết. Thì tôi nghĩ là có thể dùng sản phẩm nó có MK7, vitamin D3, nó có canxi, nó có boron, nó có oxit kẽm, thì có thể chúng ta dự phòng bằng cái việc từng đợt vài ba tháng ta uống một đợt, như vài tháng ta đang nghỉ ta lại uống thì có rất là tốt. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ.